Tôi rất là vui được mời tới để trình bày cái tổng quan thị trường bất động sản của thị xã La Di và của tỉnh Bình Thuận trong cái buổi ngày hôm nay. Thì trong cái bài ngày hôm nay về tổng quan thị trường bất động sản của thị xã La Di và của tỉnh Bình Thuận, nơi đây thì chúng ta biết rằng là làng nghề truyền thống về đánh bắt thủy hải sản, La Di sắp tới sẽ có được những cái định hướng phát triển trong tương lai. Cụ thể thì chúng ta sẽ đề cập đến ở các cái phần từ sau. Về một số các cái đặc điểm khác về kinh tế xã hội thì La Di là một cái thị xã thực ra là cũng mới, cho nên rằng là cái dân số còn chưa cao. Theo thống kê của bộ phận R&D của GKI Việt Nam thì vào tháng 6 năm 2021 thì dân số chính thức của La Di thì khoảng 131.602 người, với cái mật độ khoảng là hơn 700 người trên một cây số. Tức là đây là một với cái diện tích thì khá lớn, nhưng mà cái mật độ xây dựng mật độ dân số thì rất là thưa, tức là nó sẽ có rất là nhiều các cái cơ sở, các cái tiềm năng để phát triển sau này. Về kinh tế thì chúng ta đều biết được rằng là cái cơ cấu kinh tế của thị xã La Di thì chủ yếu là gồm ba cái lĩnh vực chính. Thứ nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch. Lĩnh vực thứ hai là công nghiệp và xây dựng. Lĩnh vực thứ ba là nông lâm nghiệp và thủy sản. Thì trong đó cái lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch thì chiếm đến hơn một nửa hoạt động kinh tế của tỉnh và chiếm hơn một nửa cái ngân sách của thị xã La Di. Thì điều đó để cho thấy rằng là cái tầm quan trọng của cái lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch ở thị xã La Di. Quay trở lại lúc đấy, như vậy chúng ta thấy rằng là thị xã La Di và với một cái vị trí là ở phía nam của tỉnh Bình Thuận, nhưng mà lại rất là gần các cái địa phương xung quanh, ví dụ như gần thành phố Hồ Chí Minh, gần Bà Rịa Vũng Tàu, và có một cái hệ thống hạ tầng giao thông hiện tại và trong tương lai đang được đầu tư ngày một tốt hơn. Chúng ta đều biết được là cái cao tốc Long Thành Dầu Dây, khi mà ngày trước nó đã được hoàn thành vào năm 2013, thì nó đã rút ngắn được một cái phần khoảng cách đi từ từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận. Và mới đây khi mà cái giai đoạn tiếp theo là từ Dầu Dây đi Phan Thiết là cũng đã bắt đầu được khởi công và đang đẩy nhanh cái tiến độ. Mới đây nhất thì trong một cái bài báo ở trên trên một cái trang web chính thức thì tôi thấy rằng là mặc dù là tình hình hiện tại là chúng ta đang đang có những cái sự giãn cách về xã hội, tuy nhiên thì một số các cái công trình giao thông, đặc biệt là các cái công trình mang tính trọng điểm của nhà nước và mang tính liên kết vùng thì vẫn được thúc đẩy và đẩy nhanh các cái tiến độ, vẫn có những cái hoạt động. Cụ thể ở đây là trong đó có cái đoạn cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, và trong cái quy hoạch tương lai thì tiếp theo là từ Phan Thiết đi Cam Ranh Khánh Hòa. Và một cái như chúng ta đều biết và rất là trông đợi, đó là cái sân bay quốc tế Long Thành đã chính thức khởi công và dự kiến rằng là đến năm 2025 thì sẽ đi vào hoạt động của cái giai đoạn đầu tiên. Thì đây là một trong những cái yếu tố nó tác động làm cho kinh tế xã hội du lịch của tỉnh Bình Thuận nói chung, cũng như là của cả các cái khu vực mà Nam Trung Bộ, là từ Bình Thuận rồi được vào Đồng Nai rồi Bà Rịa Vũng Tàu đi về thành phố Hồ Chí Minh, thì nó sẽ có những cái tác động về kinh tế xã hội, về du lịch và đặc biệt nữa là các tác động về thị trường bất động sản. Như tú lúc nãy chúng ta đã đề cập thì là những cái tuyến đường mà hiện hữu như là tuyến đường quốc lộ 55 rồi các cái tuyến đường tỉnh là DT 709 rồi như đã được đề cập đến, thì ngoài hai cái công trình trọng điểm là cái tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết và cái định hướng sắp tới là Phan Thiết Khánh Hòa, cộng với cả cái sân bay Long Thành và một số các cái yếu tố khác mà nó làm cho cái hạ tầng giao thông của của tỉnh Bình Thuận nói chung là sẽ có rất là nhiều cái thuận tiện và nhiều cái tiềm năng phát triển hơn. Như tú lúc nãy chúng ta đã đề cập thì là những cái tuyến đường mà hiện hữu như là tuyến đường quốc lộ 55 rồi
các cái tuyến đường tỉnh là DT709. Một cái đặc điểm khác mà tôi muốn đề cập đến trong cái bài giới thiệu về thị xã La Di cũng như là của tỉnh Bình Thuận nói chung, thì như chúng ta đã biết thì La Di là một cái thị xã mà nó cũng mới, và cái du lịch của nó thì tất nhiên nếu mà so sánh với các nơi khác thì cũng chưa có nhiều cái sự phát triển, chưa có nhiều cái sự sôi động. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái sự hấp dẫn, những cái tiềm năng trong cái thời gian sắp tới. Với những cái tiềm năng của du lịch của thị xã La Di ấy, thì chúng ta đều biết được rồi đó, là có những cái về có nhiều những cái yếu tố để làm cho các cái hoạt động du lịch của thị xã La Di nó sẽ có được cái phát triển trong cái thời gian sắp tới. Do tại La Di làm cái gần như là một cái địa phương mới phát triển trong cái lĩnh vực mà du lịch, đặc biệt là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, cho nên là các cái cơ sở lưu trú, đặc biệt là có mình được gọi là được xếp hạng mà từ 4-5 sao trở lên, thì thực sự là so với các cái nơi khác thì nó cũng vẫn còn chưa được nhiều như là ở Phan Thiết, ở Mũi Né. Tuy nhiên thì chính vì cái sự mà còn đang thiếu như vậy, nó lại là một cái cơ hội để phát triển cho các cái du lịch của La Di trong cái thời gian sắp tới. Thì trong mấy cái năm trước, từ 2019 trở về trước, thì cái nguồn khách du lịch, đặc biệt là ở Bình Thuận, thì là có một cái lượng khách ổn định đến từ các cái nước mà Âu Mỹ khá là lớn. Thì đây cũng chính là một trong những cái lợi thế và một trong những cái hấp dẫn của du lịch của tỉnh Bình Thuận cũng như là của thủ La Di nói chung. Ở trên cái màn hình này chúng ta có thể nhìn thấy một số các cái khu công nghiệp của tỉnh Bình Thuận được có bố trí rải rác khắp nơi. Nhưng mà một cái lợi thế nữa là cái tại sao các cái khu công nghiệp ở các tỉnh Bình Thuận thì nó không nhiều, nhưng mà nó lại là một cái lợi thế, tức là bởi vì là như chúng ta thấy đó, chủ yếu tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung phát triển kinh tế về thương mại, dịch vụ và du lịch nhiều hơn. Cho nên là các cái hoạt động của các cái khu công nghiệp này, khi mà nó chỉ cần một cái vừa đủ như vậy, thì nó cũng mặc dù là có những cái đóng góp nhất định vào kinh tế của tỉnh, nhưng mà nó cũng làm cho cái áp lực về sản xuất kinh doanh, áp lực về môi trường, cảnh quan các thứ, nó cũng sẽ bớt đi hơn so với cả một số các cái nơi khác. Chúng ta đều biết rằng là bất động sản của tỉnh Bình Thuận thì thực ra là không phải là phát triển trong những cái năm mới đây. Tuy nhiên thì trong cái quá trình phát triển thì tùy theo từng thời điểm mà cái sự sôi động nó có lúc lên lúc xuống nó khác nhau. Nhưng mà đặc biệt là trong vòng khoảng 3 năm trở lại đây thì Bình Thuận đã trở thành, lại tiếp tục nổi lên là trở thành một cái địa điểm rất là hấp dẫn các cái nhà đầu tư, và hấp dẫn các cái không chỉ các cái nhà đầu tư, là các cái chủ đầu tư lớn, các cái doanh nghiệp bất động sản lớn, mà kể cả những cái người đầu tư cá nhân nhỏ lẻ họ tìm đến để đầu tư bất động sản ở La Di. Thì bất động sản ở La Di thì gồm có rất là nhiều các cái hạng mục khác nhau. Tại cái thời điểm mà tháng 6 năm 2021 này, thì trong vòng mấy năm vừa qua thì thị trường bất động sản Bình Thuận đang có khoảng gần hơn 17.000 đến 17.500 các cái sản phẩm các loại, bao gồm condotel, biệt thự biển, nhà phố, shop house và đất nền. Thì cụ thể thì đi vào cái phân khúc là cụ thể là condotel đi. Thì tại cái thời điểm mà tháng 6 năm 2021 này, số liệu của Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của Vitara thì có được là khoảng đang có 8 dự án vừa đưa ra thị trường khoảng chừng độ 4.674 cái căn hộ của condotel, và cái tỷ lệ đó tiêu thụ khá là tích cực, là tiêu thụ lên đến với cái số lượng là khoảng chừng độ 4.320 căn. Nếu mà so sánh chung với toàn bộ cái thị trường bất động sản của toàn bộ thị trường bất động sản du lịch nói chung của cái loại hình condotel, mà tính từ kể cả tính từ miền Bắc trở vào, hoặc là tính từ miền Trung, từ Huế, Đà Nẵng trở vào,
cho đến Phú Quốc, thì đây là một cái tỷ lệ tiêu thụ nó khá là tích cực, trong khi mà cái tỷ lệ tiêu thụ của nhiều các cái dự án ở nhiều các cái địa phương khác nó chỉ chiếm khoảng chừng 40-50% hoặc 60% là nhiều. Thì ở riêng ở Bình Thuận hiện nay là được cái tỷ lệ tiêu thụ trên cái con số nguồn cung nó đang khá là tích cực. Một cái loại hình khác bên cạnh cái loại hình condotel đó là cái loại hình biệt thự và shop house biển. Thì đây là một cái loại hình mà ở tỉnh Bình Thuận nói riêng cũng như là ở nhiều địa phương khác, nhưng mà đặc biệt là ở tỉnh Bình Thuận thì cái loại hình này rất là được mọi người ưa chuộng, đó là cái biệt thự và shop house biển. Theo cái số liệu của bên bộ phận R&D của Dicara thì có khoảng tầm độ tại cái thời điểm hiện tại thì cái thời điểm mà hết quý 2 năm 2021 thì các dự án từ trước đến nay thì có khoảng tầm có 9 dự án với cái số lượng là khoảng 6.249 cái căn đã được đưa ra thị trường và đã tiêu thụ được khoảng tầm độ hơn 5.500 căn. Cũng giống như cái loại hình condotel, tức là nhìn vào cái con số này chúng ta thấy là cái tỷ lệ tiêu thụ cũng khá là tích cực. Nó có những cái loại hình này nó có những cái đặc điểm là trong cái thời gian gần đây ấy, là cái nguồn cung nó đã bắt đầu tăng mạnh lên, và mặc dù là cái nó có sự suy giảm chung giống như các phân khúc khác, thì sự suy giảm chung do tình hình dịch bệnh, nhưng mà nó lại là luôn luôn là cái phân khúc mà có cái sự hấp dẫn đối với cái khách mua. Có một cái điều là những cái dự án mà có cái loại hình biệt thự và gọi là cái shop house biển này thường nó tập trung nhiều ở những cái tầng, ở những cái dự án mà chúng ta hay gọi là những cái dự án mà nó mang tính chất là phức hợp, nó rất là một cái dự án mà nó có quy mô lớn, những cái dự án mà nó được phân khu chức năng rất là bài bản rõ ràng, và những cái dự án mà có các cái chủ đầu tư lớn, quy mô các cái dự án diện tích rất là lớn. Rồi vị trí của các cái dự án này thì chúng ta đã biết ấy, thì thường nó cũng vẫn là tập trung ở cái khu vực mà Hoàn Thập Nam và khu vực ở Mũi Né, cũng giống như là các cái phân khúc khác, tức là phân khúc condotel thì cái giá bán của cái loại hình này nó cũng khá là thấp so với cả các cái thị trường mà nó có thế mạnh về du lịch, ví dụ như là Đà Nẵng, Nha Trang hay là Phú Quốc. Và cũng giống như là condotel thì khách hàng chủ yếu đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và cả dân người khách mua là người địa phương nữa nhé, chính xác là bằng người địa phương nhé, cũng như là các cái khu vực lân cận. Cái này thì tôi nghĩ rằng là có một số bạn đã trong vòng mấy năm qua đã từng bán hàng ở tỉnh Bình Thuận, đặc biệt những cái một số các cái dự án ở La Di, thì các bạn đã có một cái sự kiểm chứng về thực tế của thị trường, về cái nguồn khách khách đến mua bất động sản ở Bình Thuận là họ đến từ ở cái khu vực nào, họ đến từ đâu, thì một số bạn thì chắc chắn là những bạn đã có cái kiểm chứng thực tế về cái chuyện là người mua đến từ thành phố Hồ Chí Minh, người địa phương và ở một số tỉnh lân cận khác. Một cái loại hình khác là cũng muốn đề cập đến nữa, đó là cái loại hình mà nó không phải là nhà shop house biệt thự biển mang tính chất biệt thự, mà nó là cái nhà phố và biệt thự nói chung. Có một cái dự án đáng chú ý, đó là cái dự án Roman Villa Mũi Né. Dự án này thì cũng không phải là mới nữa, nhưng mà cái khi mà họ đưa ra đó thì cái sự tiêu thụ của nó cũng rất là tích cực. Và hiện nay tại cái thời điểm khi mà bộ phận R&D khảo sát số liệu thì thấy rằng là cái việc bán hàng của họ đã gần như hoàn thành rồi. Cái loại hình này thì nó có một cái vấn đề, tức là cái nguồn cung nó không nhiều, phải nói là khan hiếm, và nó cũng vì do cái nhu cầu của nó cũng khá là đặc biệt, cho nên là cái sức cầu nó tại cái thời điểm hiện nay nó cũng đang chưa được cao. Và đặc biệt nữa là các cái hoạt động của giao dịch này nó hầu như là nó không có cái chuyện là giao dịch thứ cấp, nó không giống như là đất nền hoặc là căn hộ thông thường hoặc là hoặc là nhà gắn liền với đất thông thường, mà cho nên là cái hoạt động mua đi bán lại ấy, tức là cái thị trường thứ cấp nó hầu như là không có phát triển, và cũng giống như các phân khúc khác
thì cái loại hình này thì khách mua cũng chủ yếu đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, bây giờ đi vào đến một cái phân khúc rất là quan trọng, là một cái phân khúc mà thực ra là nhiều người rất là quan tâm, và đặc biệt là cái phân khúc này nó cũng rất là sôi động tại thị trường bất động sản Bình Thuận trong suốt những năm vừa qua, đặc biệt là trong vòng 5 năm từ năm 2016, 17, 18, 19, 20, khi mà thị trường bất động sản nó rất là sôi động. Thì cái phân khúc đất nền này nó cũng giống như nhiều các cái địa phương khác, thì bất động sản đối với phân khúc đất nền tại Bình Thuận cũng khá là sôi động và phát triển. Ở đây tôi không có đề cập đến các cái loại hình đất được gọi là đất mang tính chất là đất riêng lẻ, đất phân lô hộ lẻ, hoặc là đất nông nghiệp, hoặc là đất riêng của những người đi mua những cái mảnh riêng. Ở đây chỉ đề cập đến đất nền mang tính chất là dự án. Thì tại thời điểm vào quý 2 năm 2021, số liệu nghiên cứu của cổ phần R&D của DKRA Việt Nam thì ghi nhận là trước đến nay là có khoảng 14 dự án đáng chú ý, và nó đưa ra một cái khoảng là chưa đến 6.500, tức là hơn 6.424 cái nền đất. Và khi mà nó đưa ra cái lượng nền đất như vậy thì cái sức tiêu thụ của nó cũng rất là tích cực. Một số các cái dự án như trên màn hình chúng ta có thể thấy, một số các cái dự án nó có tính chất rất là được nhiều người biết đến và được khách hàng chú ý trong suốt cái thời gian vừa qua. Ví dụ như từ cái dự án lâu trước kia thì có những cái dự án như Diamond Bay, dự án Royal Hill, hoặc là dự án Queenburn giai đoạn 1, giai đoạn 2 ở Phan Thiết. Hoặc về sau này, gần đây nhất, mới đây nữa thì cũng có những cái dự án đang được truyền thông rất là chú trọng. Ví dụ như là dự án Hamu Bay, dự án Golden Villa, hay là dự án Seaside Bình Thuận, hoặc là thậm chí là kể cả những dự án như Queenburn Marina Complex. Cái nguồn cung trong tương lai sắp tới sẽ có những cái đáng chú ý, ví dụ như là ở khu đô thị Tân Tiến, Đông Tân Thiên, khu Phúc Hợi. Đây là những cái sắp trong cái thời gian sắp tới mà sẽ có những cái dự án nó có thể nó sẽ đưa ra, nó sẽ làm cho cái phân khúc đất nền này nó sẽ sôi động hơn cái thị xã La Gi cũng như là Bình Thuận. Và có một cái điểm đặc biệt nữa là trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cái 5 năm vừa qua, 2016, 2017, 18, 19, 20, 5 năm vừa qua, thì giá đất nền của tỉnh Bình Thuận đã tăng, phải nói là tăng gần không biết đến bao nhiêu lần luôn. Ở đây được ghi là 200% đến 288% sẽ tăng lên khoảng gần 3 lần luôn. Ví dụ trước đây năm 2016, một cái mức giá thấp nhất chỉ có khoảng trình độ là 6 triệu, 7 triệu một mét vuông, thì đến năm 2020 thì những cái giá mức giá thấp nhất cũng từ khu vực đó đã lên 18, 19 triệu. Thậm chí những cái mức giá mà cao hơn thì nó có thể lên tới hơn 30 triệu đồng một mét vuông. Thì để thấy rằng là cái sự phát triển cũng như là cái sự hấp dẫn của cái phân khúc đất nền tại tại tỉnh Bình Thuận nói chung, cũng như là của thị xã La Gi nói riêng. Bởi vậy mà tại sao mà khi mà các cái dự án được đưa ra đó thì được cái sự đón nhận của các cái người mua, được đón nhận của các nhà đầu tư rất là lớn. Thì tóm lại về cái bất động sản ở cái thị xã La Gi, nó có một số các cái đặc điểm như thế này. Đầu tiên nhất là cái nguồn cung mới rất là khá là khan hiếm. Và như đã nói, hiện nay chỉ có một dự án, đó là cái dự án Queenburn Marina Complex như chúng ta đã biết. Rồi tại thời điểm hiện tại là trong 2 năm nay, đặc biệt là từ 2020 trở lại đây, thì cái mức sức cầu chung của thị trường nó đang ở chỉ ở mức trung bình, chứ không được sôi động như trước nữa. Không được như là trong cái giai đoạn từ 2019 trở về trước nữa. Và đặc biệt nữa, một cái yếu tố nữa đó là cái thị trường thứ cấp, tức là cái giao dịch mua đi bán lại nó không được sôi động như trước. Cái này thì tình hình chung của toàn bộ thị trường của Việt Nam, toàn bộ thị trường bất động sản, chứ không chỉ ở một
cái phân khúc cụ thể nào hay là ở một cái khu vực địa phương nào, và một cái đặc điểm chung như từ nãy đã đề cập đến rất là nhiều lần, đó là khách đầu tư các bất động sản, các phân khúc bất động sản ở Bình Thuận thì đa số là đến từ thành phố Hồ Chí Minh, các cái tỉnh lân cận và cả của người địa phương nữa. Thì đây là những cái yếu tố mà tôi cho rằng là chúng ta phải chú ý để sau này khi mà chúng ta bán cái sản phẩm, tư vấn những cái sản phẩm mới cho khách hàng, thì chúng ta có những cái yếu tố chúng ta đi tìm được những cái khách hàng mục tiêu và chúng ta mà cũng như là chúng ta mang đến được những cái cho khách hàng được nhìn thấy rõ một cái bức tranh về tiềm năng phát triển trong tương lai như thế nào. Một cái nữa đề cập đến nữa của thị trường bất động sản của tỉnh Bình Thuận nói chung, trong vòng mấy năm qua thì chúng ta đều biết là cái phân khúc đất nền là cái phân khúc chủ đạo, và ngoài thị xã La Di thì ở các nơi khác thì cái nguồn cung cũng khá là nhiều, khá là lớn, sức cầu thị trường tốt, và có nhiều cái biến động, và đặc biệt là tập trung ở những cái khu vực như là Phan Thiết và Mũi Né, rồi giá bán thì nói chung về cơ bản, về các phân khúc nói chung không cứ gì đất nền, và cả các loại hình khác như là condotel, biệt thự hay là nhà phố shop house cũng được, thì cái mức giá của bất động sản ở Bình Thuận thì hiện nay còn đang khá thấp hơn so với một số các cái địa phương khác. Thì đây chính là những cái cơ sở, cái tiềm năng và cái cơ hội phát triển trong tương lai. Lại trong khi mà những cái định hướng về quy hoạch đô thị, định hướng về phát triển kinh tế mà như tôi đã nói cả của tỉnh Bình Thuận mà theo cái quyết định 420 năm 2020 của tỉnh Bình Thuận, thì với những cái định hướng, với những cái quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế như vậy, thì và với cái cơ sở hiện tại, với những cái sự hấp dẫn hiện tại về giá đất, về nguồn cung, thì các cái dự án sắp tới đưa ra là sẽ có một cái sự thu hút và hấp dẫn đối với thị trường nói chung. Về một số các cái thông tin về cái nguồn cung trong tương lai của các phân khúc, để chúng ta có thể thấy được là trong cái tương lai sắp tới cái thị trường bất động sản của tỉnh Bình Thuận nói chung nó như thế nào. Đối với loại hình shop house biệt, tức là nó sẽ có khoảng chừng 8.370 căn. Rồi đối với loại nhà phố và biệt thự nói chung thì là sẽ còn khoảng 2.800 căn, hơn 2.800 căn. Đối với loại hình condotel thì nó có thể nó sẽ lên đến một con số rất là lớn, lên đến khoảng chừng 15.000 căn trong cái thời gian sắp tới. Tất nhiên là không phải trong một ngày một ngày hai mà các chủ đầu tư đưa ra hết những cái con số này, mà nó sẽ kéo dài trong một cái thời gian vài ba năm, nó tùy theo vào cái diễn như là diễn biến thị trường. Và đặc biệt nữa là đối với phân khúc đất nền, với một số các cái dự án đang được chuẩn bị và có thể sắp tới được đưa ra, thì cái nguồn cung mà chúng tôi đang tính rằng là trong cái thời gian sắp tới đất nền nó sẽ chỉ có khoảng hơn 3.000 nền, tức là khoảng 3.293 nền. Thì đây là một cái con số khá là khiêm tốn so với cái nhu cầu, đặc biệt là so với cái sự phát triển, so với cái nhu cầu của người mua, với cái dự kiến dự báo như vậy, thì với cái số lượng nguồn cung mới của các phân khúc ở thị trường Bình Thuận nói chung cũng như là ở La Di nói riêng, thì thực sự đây là cũng chưa phải là một cái số lượng nhiều. Nếu như so với một số các cái địa phương đặc biệt là có thế mạnh về du lịch, ví dụ như là Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu hoặc là Kiên Giang, Phú Quốc, như ta nói về một cái yếu tố mà nói đến cái sự phát triển, như lúc nãy là đề cập đến về cái sự phát triển, những cái tiềm năng của thị trường bất động sản của tỉnh Bình Thuận trong cái thời gian sắp tới, tức là nó tác động, nó làm cho cái giá bất động sản nó sẽ được tăng lên trong cái thời gian mới, thì những cái lý do và những cái cơ sở để chúng ta tin rằng cái tiềm năng đó nó sẽ thành hiện thực. Thứ nhất tức là các cái vấn đề về hạ tầng giao thông lớn sắp triển khai. Một cái lý do thứ hai
mà để tin rằng là cái sự phát triển và của sôi động của thị trường bất động sản Bình Thuận mà tôi đã nói từ nãy giờ, đó là cái giá bất động sản ở tại thị trường Bình Thuận còn khá thấp so với các nơi khác, đặc biệt là so với những cái tỉnh, kể cả so với những cái địa phương lân cận, ví dụ như là chúng ta thấy là Bà Rịa Vũng Tàu rồi ạ, đúng không? Nó có rất là nhiều các cái lý do giải thích cho cái việc mà chủ đầu tư lớn, bởi vì là từ họ có năng lực và khi họ đi đến đâu họ làm, họ tạo ra được cả cái dự án có quy mô bài bản đồng bộ và cái hệ sinh thái, và họ được tạo thành những cái khu đô thị đầy đủ, từ đó để phục vụ cho chính những cái người mà sử dụng cuối cùng, và đó cũng chính là cái cơ hội của cái người đầu tư. Và thứ một cái yếu tố nữa đó chính là cái lợi thế về cái sự phát triển du lịch của tỉnh Bình Thuận. Trong một cái hội nghị về xúc tiến đầu tư trong năm 2020 của tỉnh Bình Thuận, thì một trong những cái nền một cái trong cái mũi nhọn kinh tế của tỉnh đó là về du lịch, như trong cái phần đầu chúng ta đã đề cập đến, tức là cái lĩnh vực mà dịch vụ công nghiệp và du lịch thì nó chiếm đến hơn 50% cái quy mô kinh tế của tỉnh cũng như là của xã. Thì và trong cái thời gian sắp tới, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục đầu tư và thúc đẩy các cái dự án về thúc đẩy cái sự phát triển du lịch để trở thành là một cái tiếp tục trở thành cái mũi nhọn kinh tế của địa phương. Và một cái yếu tố nữa về du lịch, đặc biệt về riêng về du lịch mà tôi đã đề cập đến trong cái phần du lịch của tỉnh Bình Thuận đấy, tức là cái sự tăng trưởng của du lịch của tỉnh Bình Thuận nó khá ổn định, trung bình là khoảng tầm độ từ 12 đến 15% năm trong những cái năm từ 2019 trở về trước. Năm 2020, 2021 coi như chúng ta tạm thời là không tính đến bởi vì là do tình hình dịch bệnh, nhưng mà từ 2019 trở về trước là cái tăng trưởng nó khá đều, khá là ổn định. Và nói là đặt nó thêm một cái yếu tố nữa là cái nguồn khách khách đến của tỉnh Bình Thuận là cũng khá là đa dạng, và đặc biệt là những cái khách mà du lịch đến đặc biệt là đến ở cái khu vực Phan Thiết Mũi Né, chúng ta nhìn thấy là những khách phải nói là những cái khách mà có chất lượng, và không bị phụ thuộc vào một cái nguồn. Nếu như như tôi đã nói, tức là ở một số địa phương ấy, có những cái thời điểm giai đoạn mà cái lượng khách đến từ Hàn Quốc hoặc là lượng khách đến từ Trung Quốc họ chiếm đến 70-80%, khi mà cái lượng khách đấy nó có những cái biến động thì lập tức nó tạo ra một cái sự đứt gãy về cái lượng khách, nguồn khách đến cho cái địa phương đó. Thế nhưng mà riêng với Bình Thuận thì nó hơi khác, tức là cái nguồn khách, cái cơ cấu nguồn khách đến từ các nước khác nhau rất là đa dạng và nó khá là cân bằng, cho nên là nó không không dễ dàng, không bị cái rủi ro về đứt gãy khi mà có nguồn khách của một cái nơi nào đó nó bị biến động. Trong những cái năm sắp tới khi mà hoạt động kinh tế được phục hồi thì cái hoạt động du lịch cũng là chắc chắn là sẽ phát triển theo, thì người ta sẽ dự tính rằng là cái du lịch bắt đầu từ năm 2022 là sẽ bắt đầu có những cái bước phục hồi và phát triển, và có thể đến năm 2023 tiếp theo thì sẽ bắt đầu như những năm 2019 trở về trước. Thì đó là những cái lý do mà để chúng ta nhìn thấy cái sự phát triển, cái sự sôi động của thị trường bất động sản nói riêng cũng như là của cả cái sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Thuận trong cái thời gian sắp tới. Thì đó là toàn bộ những cái điều mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, thêm một góc nhìn về thị trường bất động sản, về toàn cảnh sự phát triển của tỉnh Bình Thuận nói chung cũng như là của thị xã La Di nói riêng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và rất mong là sẽ nhận được những cái ý kiến chia sẻ thêm của các bạn để chúng ta có nhiều cái góc nhìn về thị trường và để chúng ta có thêm nhiều được những cái thông tin hơn về thị trường của tỉnh Bình Thuận cũng như là của thị xã La Di, không chỉ đối với là bất động sản và các lĩnh vực phát triển kinh tế khác,
để chúng ta nhìn thấy những cái tiềm năng phát triển trong cái thời gian sau này. Xin cảm ơn, gặp lại.